Con nít bây giờ dường như chẳng biết tuổi thơ là gì. Suốt ngày chỉ biết điện thoại, máy tính, iPad, bỏ súng. Ba sẽ dẫn con đi tìm tuổi thơ. Bữa nay ba sẽ cho con biết tuổi thơ là gì. Năng lượng với ba nha. Đây là lần đầu tiên con trai tôi làm chuyện ấy. Tôi cứ thao thao bất tuyệt A, B, C, D, cách đặt bẫy như thế nào. Tôi đặt thôi. Đặt nhiều cái thì mình sẽ giúp được nhiều con thôi. Biết chưa? Không mệt lắm. Mỗi ngày chơi game hoài, không có gì bổ ích hết đó rồi. Hả? Ở đây bà chạy làm gì hả? Và rồi đó. Chết cha rồi. Hả? Cái thằng này mày ăn hại mày. Mày phá tao không à? Và tôi mắng là chửi mắng một hồi cũng mệt chứ, nên thôi quay lại cách đặt bẫy. Tôi để tự tay con tôi làm. À đù. Lấy đâu ra cái bẫy khổng lồ vậy? Có tay luôn á. Ồ, cũng hay. Đã thử rồi, mai có dính con tròn không? Quá dữ. Đây, tiếp. Đúng rồi, giỏi quá. Và tuổi thơ chính là đây. Được chạy, nhảy, vui đùa thỏa thích mà không ngại lắm bận. Chị cho con, đây là cây lúa. Lớn lên nó sẽ trổ bông rồi tạo ra những hạt gạo mà chúng ta ăn hàng ngày. Sẽ cùng đi thăm thành quả vào sáng mai nhé. Bảy đâu rồi ta? Ô! Quá giống ta. Một con. Đi tiếp còn không? Đó là thành quả đầu đời của con trai tôi. Dường như nó rất là vui và phấn khởi. Ủa? Cái lòng bự này mà vô một con chuột nhỏ luôn nè. Ủa? Cái lòng bự này rồi có con chuột chút xíu nhỏ nhất luôn. Trời, thua luôn á. Thất bại rồi. Kể được ba con. Thôi mình đi về. Nướng ăn. Yeah. Đây. Hai cha con rất vui vì thành quả. Tôi đang cảm thấy chuyện chẳng lành. À, làm gì? Nó lỗi rồi kìa. Nó lỗi kìa. Và tôi chửi tiếp. Tôi để tự con được trải nghiệm. Nhưng mà lại báo nữa rồi. Trời ơi. Trường này nướng ăn lên cho cả lắm không ạ? Wow. Bắt đầu nướng hay con á? Ủa nãy là con mình ra về nhiều khi rồi ba. Nghỉ ăn luôn bây giờ. Thơm quá bà ơi. Sắp được ăn rồi nha. Thảo
gì vậy? Trời, còn có 5 con còn bạc nữa già. Ba ơi, con sắp chạy ba nổi rồi. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cắn một miếng thơm ngon giòn rộng? Ngon quá ba ơi, còn đậm luôn á ba. Tuyệt phẩm trên đời. Nó ngon dữ vậy.